Xin kính chào quý khách hàng trên cả nước. Cây hoa mộc lan đã nổi tiếng trên toàn thế giới từ rất lâu bởi vẻ đẹp lãng mạn, kiều diễm và sang trọng, cùng hương thơm nồng nàn quyến rũ. Chính vì thế, hoa mộc lan cũng đang là loại cây trưng Tết theo xu hướng thịnh hành và được trông đợi nhất cho mùa Tết năm nay. An Garden là đơn vị được ủy quyền từ Tổng kho sỉ nhập khẩu hoa mộc lan siêu nụ tại Việt Nam, đã được đăng ký độc quyền là đơn vị đầu tiên nhập khẩu hoa mộc lan với số lượng lớn để cung cấp sỉ và lẻ trên cả nước cho tất cả các đơn vị nhà vườn, đại lý, công trình đô thị, sân vườn và mọi người dân trên cả nước. Nhà vườn chúng tôi chuyên cung cấp hoa mộc lan với đầy đủ các loại kích cỡ, từ cây nhỏ đến cây lớn và đa dạng đủ màu sắc độc đáo. Đồng thời nhận giao hàng đến tận nơi cho khách trên cả nước để phục vụ cho quý khách trưng dịp Tết năm nay. Cây hoa mộc lan là loại cây bóng mát, thân gỗ với cành lá rắn chắc sống lâu năm. Chiều cao trung bình của cây trưởng thành từ 15 đến 20 mét. Một số trường hợp có thể đạt tới 30 mét. Cây rụng lá vào mùa đông. Hoa mộc lan có hình dáng dạng bông hoa ngọc lan nhưng to hơn gấp nhiều lần, có khi to bằng bàn tay cụp vào, trông rất duyên dáng, sang trọng và đẹp mắt. Cánh hoa mộc lan dày bóng, nhị hoa nhiều màu sắc rực rỡ, hoa mộc lan mọc đơn lẻ ở đầu ngọn, mỗi nhánh nhỏ lại nở ra một bông hoa xinh đẹp. Mộc lan có nhiều màu sắc từ trắng, vàng, hồng, hồng đậm, hồng tím, hồng cánh sen hoặc phối trộn giữa màu trắng với các màu trên. Điểm đặc biệt của cây hoa mộc lan đó chính là cây rụng lá rồi mới ra hoa. Hơn nữa hoa cực kỳ sai, đến vài trăm bông trên một cây tạo ra một vẻ đẹp vô cùng lãng mạn và thu hút. Giống cây hoa mộc lan nhà vườn chúng tôi cung cấp là giống cây siêu nụ. Khi hoa mộc lan nở thì cành lộc chưa đâm chồi, lá non chưa nhú lên. Trên cây hoa chỉ thấy hồng, đỏ, trắng, vàng, một khoảng trời chỉ toàn hoa là hoa. Cánh hoa mộc lan cứng cáp và lâu tàn. Thường hoa mộc lan nở vào chớm mùa xuân, tầm khoảng tháng 11 và kéo dài cho đến hết tháng giêng. Cây phù hợp dễ trồng trên đa dạng loại thổ nhưỡng và khí hậu tại Việt Nam để có thể nuôi dưỡng và cho hoa lâu dài. Ngoài cung cấp hoa mộc lan theo các loại kích thước từ kích thước cây nhỏ đến cây lớn, chúng tôi còn có rất nhiều loại hoa, cây cảnh độc lạ khác được nhập khẩu về để phục vụ cho quý khách hàng vào mùa Tết năm nay. Chúng tôi cam kết cung cấp cây chất lượng tốt nhất và đồng hành cùng quý khách hàng trong toàn bộ quá trình chăm sóc và nuôi dưỡng cây. Mọi nhu cầu của quý khách vui lòng liên hệ với An Garden để có ưu đãi tốt nhất theo số Hotline, Zalo, Viber 0987 090 229, 0902 935568. Địa chỉ nhà vườn Tổng kho sỉ, đường Lý Thánh Tông, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội.